Xin chào các anh chị và các bạn, thì trên tay mình đó là cái sản phẩm chân đế nhựa. Sản phẩm này được đúc từ nhựa kết hợp với một hệ tán là tán M10. Như đây, sản phẩm này được rất là nhiều anh chị, các nhà máy gỗ trong nước cũng như là xuất khẩu sử dụng lắp đặt trên các cái chân bàn hoặc là chân ghế. Loại sắc hộp đó là sắc hộp 30x30. Thì trên tay mình sản phẩm này có kích thước là chiều này là 27mm và chiều này cũng tương đương 27-28mm. Thì cái kích thước của cái đế này ở vị trí này là có một cái độ xuôi. Độ xuôi như thế này thì để lắp đặt thuận tiện vào cái chân ống để cho cái độ bám chặt. Nên là khi đo thì nó chỉ mang tính tương đối. Thì kích thước của chiều này của đế là tương đương với 32mm. Độ dày là 5mm. Sản phẩm rất là đẹp. Thì đó chúng ta hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như là thẩm mỹ khi lắp đặt trên các cái công trình đồ gỗ, khi cung cấp tới khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như thẩm mỹ. Thông tin cụ thể này của sản phẩm này anh chị có thể liên hệ trực tiếp với VinaHardware hoặc là các đại lý phân phối để nắm rõ thêm.